đội tuyển Brazil chưa gọi Neymar, ai góp mặt hai trận quyết định dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Dorival Júnior vừa công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung đội tuyển Brazil thi đấu hai trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 9 mang tính sống còn tranh vé dự vòng chung kết. Ngôi sao Neymar vẫn vắng mặt và một loạt bất ngờ khác. Neymar vừa hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước phải phẫu thuật gần một năm nay. Ngôi sao 32 tuổi này sắp trở lại thi đấu, nhưng hiện chưa sẵn sàng góp mặt với đội tuyển Brazil cho các trận tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ trong tháng 9 tới đây. Neymar tiếp tục lỡ hẹn với đội tuyển Brazil do đó. Huấn luyện viên Dorival Júnior vẫn chưa thể gọi Neymar trở lại. Tuy nhiên, nhà cầm quân 62 tuổi này đã có nhiều thay đổi trong đội hình đội tuyển Brazil so với kỳ Copa America mới đây. Có đến 9 cầu thủ thi đấu ở Copa America tại nước Mỹ vừa qua đã bị loại sau khi họ không thể hiện được gì nhiều cho Selecao, dừng chân ở vòng tứ kết khi thua đội Uruguay tỷ số 2-4 sau loạt sút luân lưu, hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính. Đáng chú ý, ngôi sao Rafinha, tiền đạo Martinez, các tiền vệ Douglas Luiz, Andrea Pereira, hậu vệ Bremer đều đã bị huấn luyện viên Dorival Júnior gạch tên. Thay vào đó, các cầu thủ mới toanh đã được triệu tập và gây bất ngờ nhất là cầu thủ mới 17 tuổi Estevão và tiền đạo Luiz Henrique, 23 tuổi. Đây là các cầu thủ đều thi đấu trong nước cho các câu lạc bộ lần lượt là Palmeiras và Botafogo. Trong đó, Estevão đã gia nhập câu lạc bộ Chelsea theo thỏa thuận hôm 22 tháng 6 có giá trị tổng cộng lên đến 57 triệu euro. Cầu thủ này sẽ đến Anh thi đấu khi đủ 18 tuổi vào mùa hè năm 2025. Còn lại, đội hình chính của đội tuyển Brazil vẫn phụ thuộc nhiều vào 4 ngôi sao đang thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid là trung vệ Militão, các tiền đạo Rodrigo, Henrique và Vinicius. Bên cạnh đó, thủ quân Danilo, thủ môn Alisson, các trung vệ Gabriel Magalhães, Marquinhos, tiền vệ Bruno Guimarães, Lucas Paquetá và ngôi sao vừa đến Man City, Savinho, tiếp tục là các trụ cột với hy vọng sẽ giúp Selecao sớm tìm lại mình. Danh sách đội tuyển Brazil thi đấu hai trận gặp Ecuador và Paraguay. Đội tuyển Brazil sắp gặp đội Ecuador trên sân nhà tại thành phố Curitiba lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 và gặp đội Paraguay ở sân khách tại thành phố Asunción lúc 7 giờ 30 ngày 11 tháng 9 giờ Việt Nam. Đây là hai đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Brazil cho các suất chính thức dự vòng chung kết World Cup 2026. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Brazil có khởi đầu tệ hại khi chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 3, mới có 7 điểm đang xếp vị trí thứ 6. Đây là vị trí vừa đủ để có suất chính thức dự World Cup 2026, khu vực Nam Mỹ có 6 suất và 1 suất xếp thứ 7 đấu play-off liên lục địa. Đáng nói, vị trí thứ 6 của đội tuyển Brazil hiện nay hơn đội xếp thứ 7 là Paraguay chỉ có 2 điểm, 7 so với 5. Trong khi xếp ngay trên là đội Ecuador có 8 điểm. Do đó, để lấy lại uy thế và danh tiếng, cùng đảm bảo suất dự vòng chung kết World Cup 2026, đội tuyển Brazil cần phải thắng cả Ecuador và Paraguay. Qua đó, cũng sẽ phần nào quên đi thất bại ở Copa America 2024.